Lý do Ngọc Trinh được cho hưởng án treo, chuyên gia pháp lý cho rằng, việc tòa án tuyên Ngọc Trinh một năm tù và cho hưởng án treo là phù hợp, thể hiện sự khoan hồng, nhân đạo, bài học quá lớn đối với bị cáo. Ngày 2 tháng 2, tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Trần Thị Ngọc Trinh, nghề nghiệp, người mẫu, sinh năm 1989, một năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội gây rối trật tự công cộng. Theo điều 318, Bộ luật hình sự năm 2015, hội đồng xét xử đánh giá, bị cáo Ngọc Trinh phạm tội lần đầu, ăn năn hối cải, có nơi cư trú rõ ràng nên không nhất thiết phải cách ly bị cáo khỏi đời sống xã hội. Theo hội đồng xét xử, bị cáo Ngọc Trinh mặc dù không có giấy phép lái xe phân khối trên 150cc bằng A2, nhưng trong khoảng thời gian từ tháng 7, tháng 10 năm 2023, Ngọc Trinh đã rủ Trần Xuân Đông đến các tuyến đường giao thông công cộng trên địa bàn thành phố Thủ Đức để cùng thực hiện các động tác như thả hai tay, nằm trên yên xe, quỳ gối trên yên xe mô tô phân khối lớn, đồng thời Ngọc Trinh chỉ đạo phân công Nguyễn Thị Thúy Ca, trợ lý của Ngọc Trinh Nguyễn Thanh L, lái xe của Ngọc Trinh và Tăng Duy. Cờ hờ, bạn của L, chuẩn bị điện thoại, flycam để quay lại quá trình Ngọc Trinh và Đông thực hiện các động tác lái xe nguy hiểm. Sau đó biên tập và đăng tải lên mạng xã hội. Hành vi của Ngọc Trinh và Đông đã xâm phạm đến trật tự công cộng, đe dọa tới tính mạng và sức khỏe của người khác, gây mất an ninh trật tự xã hội. Bị cáo Trần Xuân Đông mặc dù biết giấy chứng nhận đăng ký xe mô tô là giả nhưng vì thấy xe mô tô biển kiểm soát số 59A3, 115.88 nhãn hiệu BMW có giá rẻ nên vẫn cố ý mua về sử dụng. Đông bị tuyên phạt 12 tháng tù về tội gây rối trật tự công cộng, 6 tháng tù tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, tổng hợp hình phạt là 1 năm 6 tháng tù. Tại phiên tòa, Ngọc Trinh bày tỏ ăn năn hối hận, cho biết trong thâm tâm vẫn nghĩ mình phải làm theo quy định của pháp luật nhưng chỉ vì phút bốc đồng đã phạm tội, khi nhận ra sai trái thì đã quá muộn. Đây là bài học quá lớn đối với bị cáo.